Thời gian qua, tổ công tác 238 của Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán chiếc xe ô tô bán tải. Khi kiểm tra giấy tờ liên quan đến chiếc ô tô, lực lượng công an thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và lập biên bản xử lý. Bước đầu xác minh, người bán xe là Nguyễn Kim Long, một đối tượng hình sự có nhiều tiền án và thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc và có liên quan đến đường dây làm giả tài liệu, cơ quan tổ chức chiếc xe ô tô có biển kiểm soát 12C08036 là xe đang thế chấp trong ngân hàng, nhưng giấy biên nhận thế chấp lại là giấy tờ giả. Vụ việc được Tổ công tác bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra xử lý. Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả là Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1991, trú tại tổ 1, khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, và Lê Công Thêm, sinh năm 1989, trú tại khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, triệu tập và bắt giữ thêm 20 đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 23 bị can về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tạm giữ 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic ba máy dập dấu, một máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, phôi bằng lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe đã làm giả cùng với nhiều nguyên liệu để sản xuất giấy tờ giả.